Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một cái video có tên là Nếu bạn là nguyên đơn, chứng cứ quan trọng lắm bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp chúng ta đi khởi kiện ở tòa thì chúng ta sẽ mong muốn rằng cái yêu cầu của chúng ta sẽ được chấp nhận. Tôi đặt ví dụ, tôi đi khởi kiện để chia thừa kế quyền sử dụng đất. Nhưng mà tôi khởi kiện như vậy thì tôi đã thấy người anh, người chị em đã có một cái di chúc rồi, thì tôi cũng lo chứ. Liệu rồi mình khởi kiện rồi mình có được chia di sản thừa kế hay không? Tôi đi khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tôi không bán nữa. Nhưng mà bây giờ tôi không bán nữa thì tôi phải phân tích, nếu không bán nữa thì có bị mất cọc hay không? Theo quy định của pháp luật trong trường hợp này là như thế nào? Nếu tôi đi kiện tranh chấp hợp đồng vay tiền mà tôi xưa tại thời điểm đó tôi không có cho họ vay bằng văn bản, tôi với họ là bạn bè, tôi chỉ nói miệng thôi. Như vậy luật sư khuyên các bạn, nếu các bạn khởi kiện ở tòa, nếu các bạn là nguyên đơn, các bạn đi kiện ai đó thì các bạn hãy nhớ cho tôi rằng chứng cứ rất là quan trọng. Hôm nay tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Tôi tiếp một cái vị khách hàng, họ bảo rằng ông ngoại của họ đã để lại một cái phần tài sản, hiện tại nó khoảng chừng 3.000 m². Thì họ đã khởi kiện lên tòa, họ đã chuẩn bị đóng tiền ăn phí. Tuy nhiên rằng bây giờ họ quay lại họ hỏi luật sư. Thì sau khi mà nghe nguyên đơn khởi kiện chia thừa kế mà quý vị, thì tôi đã thấy như thế này, đúng, ông bà ngoại của vị khách hàng của tôi đã nhận chuyển nhượng một cái quyền sử dụng đất từ năm 1948. Ông bà ngoại của họ nhận chuyển nhượng mua bằng một cái tờ giấy, mà tờ giấy đó bây giờ họ chỉ là tờ photo. Và ông ngoại của họ có tổng cộng là hình như là 7 người con. Rồi thì sao quý vị và các bạn biết không? Một trong số những người con đó sau năm 1975 trực tiếp quản lý sử dụng. Ông ngoại của họ không có bất cứ một cái quá trình quản lý sử dụng. Thì tôi mới nói họ là bây giờ chú ơi, chú đi khởi kiện là chú phải có chứng cứ. Còn bây giờ chú không có chứng cứ thì bây giờ chú phải nhớ được rằng là nếu như chú kiện như vậy được, nếu chú kiện thì 7 người, 5 người còn lại họ cũng là cháu nội, cháu ngoại. Mà ngay cả cha mẹ chú, ông cha mẹ chú cũng có 5-6 người. Thì như vậy liệu có ổn hay không? Thì sau một hồi thú thiệt rằng là thấy cái người cậu quản lý sử dụng từ trước dâm giải phóng về xin đất không được cho nên yêu cầu chia. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện cái yêu cầu tư vấn, tôi có một cái động tác nhỏ là yêu cầu trích lục lại quá trình quản lý đăng ký kê khai đối với cái thửa đất đó, thì được biết rằng nguồn gốc đúng là của ông bà ngoại để lại, mua bằng một cái chứng thư gì đó trước năm 1948. Còn lại thì sau năm 1975 cho đến tận bây giờ, các bạn biết mấy đợt đăng ký kê khai không? 4 đợt, gồm có năm 1977, năm 1982, năm 1999, năm 2004 và mới đây nữa. Thì tất tần tật cái quá trình quản lý sử dụng và đăng ký kê khai này đều là cái ông cậu đó.
Thì quý vị và các bạn biết không? Trong trường hợp luật dân sự quy định, nếu sau ngày giải phóng ta khai khẩn đất hoang, quản lý, sử dụng liên tục, ổn định, ngay tình và không tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như lại trở lại vấn đề của cái vị khách hàng của tôi, khi khởi kiện lên tòa tôi bảo chú ơi, với chứng cứ này thì làm sao chú có thể thắng được. Và đúng như cái dự đoán của tôi, chú đã nộp đơn khởi kiện, nộp đơn tạm ngưng án phí và sau đó quyết định đình chỉ rút đơn. Vì tòa giải thích nếu như trong trường hợp đơn khởi kiện của bạn được chấp nhận thì bạn có thể không bị mất án phí. Nếu trường hợp tòa bác yêu cầu khởi kiện, tức là không có chấp nhận, thì sẽ chịu cái tiền án phí trên cái giá ngạch. Mà vị khách hàng của tôi nói là họ tính án phí cao lắm, vài chục triệu cơ. Thưa quý vị và các bạn, thông qua video này tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, các anh, các chị, những người đang chuẩn bị khởi kiện đến tòa, rằng việc khởi kiện lên tòa mình phải xác định rằng có cơ sở hay không có cơ sở, có chứng cứ hay không. Nếu bạn là nguyên đơn, bạn phải xác định cho tôi rằng khi khởi kiện chúng ta phải thắng. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta không thắng, chúng ta không có chứng cứ thì chúng ta không nên khởi kiện. Kết lại cái vấn đề này thì tôi có một cái câu chuyện như thế này kể cho quý vị và các bạn. Thì trong cái tranh chấp hợp đồng vay tiền thì một cái cô khách hàng cổ đã đến, cổ bảo là trong đó có 180 triệu, hai bên vừa hội nè, vừa vay tiền mà tất cả đều không bằng văn bản. Thì cổ mới đưa cho tôi một cái sổ thì có chữ ký của một bị đơn ở bên này, nhưng mà cái sổ này đã bị gạch chéo, tức là kết sổ, cổ bảo kết sổ và chuyển qua một cái sổ khác. Quý vị và các bạn chuyển qua một cái sổ khác thì cổ nói là chữ ký của cổ lại không có chữ ký của người còn lại. Khi ra mà tới tòa thì tòa chỉ có cái bị đơn này, họ chỉ chấp nhận 20 triệu. Thì sau đó cổ sẽ rút đơn khởi kiện. Cổ bảo rằng là tôi cho tổng cộng là 180 triệu, nhưng tuy nhiên là cuối cùng nó có thừa nhận 20 triệu là không đáng để mà khởi kiện. Và cổ có yêu cầu tôi để mà xác lập lại chứng cứ khởi kiện, nhưng mà một cái lý do tế nhị cho nên thôi. Tôi bảo rằng là trước đây cô cũng đã nhờ tới luật sư thì tôi lại không có dẫm vào cái vì đạo đức nghề nghiệp, vì một cái tính chất riêng tư tôi lại không tiếp tục. Và tôi nói với cổ rằng trước sau gì cô hãy đến nhờ luật sư trước. Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn là nguyên đơn, các bạn hãy nên nhớ cho tôi một vấn đề. Bạn kiện hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn phải có đánh giá chứng cứ này có thể được tòa chấp nhận hay không. Bạn khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản thì bạn phải có cái chứng từ là hợp đồng vay tiền. Bạn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế thì bạn phải có những chứng cứ cho rằng di sản để lại là của ba mẹ, và cho đến thời điểm này bạn là người duy nhất trực tiếp hưởng cái di sản đó chứ không phải ai hết. Và nếu có thì chúng ta sẽ bằng một suất thừa kế, và mỗi suất thừa kế bằng nhau. Tức là làm như thế nào làm, cuối cùng khởi kiện đến tòa, tòa sẽ chấp nhận, nhận yêu cầu của nguyên đơn. Đó là cái câu mà luật sư tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi có một số website Google cộng Fanspace gửi đến quý vị ở phía dưới đường link. Nếu quý vị và các bạn quan tâm thì chúng ta có thể gửi mail, gửi những cái thông tin cho luật sư, sau đó luật sư sẽ trả lời cho quý vị và các bạn. Nếu trong cái hồ sơ này có một số anh chị em Việt Kiều cần tư vấn thì chúng ta cũng hãy chủ động gọi cho luật sư qua Zalo, qua Viber, vì tôi nghĩ rằng các anh chị sinh sống và làm việc ở nước ngoài cần lắm những cái kiến thức luật, đặc biệt là luật Việt Nam. Tôi xin trân trọng cảm ơn.